Ok chưa? Em từ miền Bắc, em không biết những cái món ở trong này, ok chưa? Trong lúc làm đội đang có phần là không có teamwork lắm. Tôi có 3 lần thi đấu team. Lần thứ 3 là ngày hôm nay, bản thân tôi cũng không thể đưa cái món mình vào. Quá mặn. Em nghĩ là khoảng 3 phút nữa sếp Ngọc quay lại cho sếp Ngọc nếm cái đi rồi mình sửa hay chứ. Không ổn đâu, cái đó mặn quá. Các quan điểm nó quá là gần nhau. Xin cảm ơn nhà tài trợ Jinsu đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam. Trần Vinh và Trần Ngọc sẽ là hai người chỉ định thành viên của đội đối phương. Xin chọn anh Trúc ạ. Về đội của Vinh. Tiếp tục, Trần Vinh. Chef Thư. Tôi nghĩ là leader của tôi rất là thông minh. Em xin chọn bạn Trường Giang. Sếp Ngọc cũng có cái chiến thuật riêng của sếp Ngọc. Ngọc đang xếp 3 con cọp với nhau, như là anh Trúc, sếp Vinh và sếp Giang với nhau. Thì đó là 3 cái dấu hỏi lớn. Họ có balen để nhau, có phối hợp để nhau hay là không. Sếp Ngọc muốn đưa bản thân mình ra có nhiều cơ hội hơn để chứng tỏ bản thân của mình nữa. Không gì mà thích thú hơn việc được chiến đấu với người khổng lồ đúng không? Đâu phải bạn muốn chiến đấu với người khổng lồ được đâu, bởi vì người khổng lồ có tồn tại đâu. Tuy nhiên trong chương trình này đã có. Chị cũng có cái ý tưởng món nóng á, đùi vịt chị hầm với lại cherry rượu đỏ. Nhưng mà cái đó là cherry tươi nấu nó ra chứ còn cherry ông làm nấu nó ra không. Chị cũng có một món dessert. Chị nói đi. Món dessert chị là chị sẽ làm là cái bánh trôi. Đầu chương trình tới bây giờ bao nhiêu người làm bánh trôi, quá nhiều bánh trôi từ đầu tới giờ. Ai làm đâu. Chị rất là tự tin với starter nóng của chị chuẩn bị rất kỹ. Cái đến là ăn chiên hay là ăn gì? Đừng chiên. Nếu chiên thì em không prefer starter. Trong lúc làm đội đang có phần là không có teamwork lắm. Tôi có 3 lần thi đấu team. Lần thứ 3 là ngày hôm nay, bản thân tôi cũng không thể đưa cái món mình vào. Và cả 2 lần tôi không được đưa món mình vào, nó đều fail cả. Cái bất đồng quan điểm thì chắc chắn là phải có rồi. Bởi vì có những cái bất đồng quan điểm thì chúng tôi mới cần từng đấy thời gian để làm một cái set menu, nó cần hơn rất nhiều so với cái việc là đồng thuận quan điểm. Đôi khi cái sự đồng thuận đó lại là sai, bởi vì quan điểm đó sai. Anh tâm nhá, bởi vì là bên cost là quan trọng nhất, anh tập trung quan được cho em. Ok. Chị Vi xử lý cái dessert cá nhân tốt, bởi vì có thể có nhiều thời gian đúng không? Sau đó qua cho Dũng mọi người. Quay lại rồi làm nha. Ok. Trần Kỳ, khoai lang tím, anh mix nó vào. Ok. Cho nó có màu. Ok. Một, hai, ba, vô. Đội trắng bắt đầu sao, nhưng mà có lẽ là Ngọc cũng có một cái dự định gì đó trong đầu rồi. Anh Tâm và chị Vi bắt đầu rất là nhanh, bắt đầu sớm giống như tiên phong mở đường và cho hai người đó đang không được nằm trong top nhập cuộc sao. Ba người mình discuss này, bởi vì là cái này nó là cái mới. Ok, bây giờ mình bắt đầu từ anh Mousse. Ok, em sẽ làm anh Mousse. Cái gỏi này đang gãy ở đây này. Ok chưa? Em từ miền Bắc, em không biết những cái món ở trong này. Ok chưa? Đội trắng nãy giờ mất 20 phút rồi. Chiến thuật gì đây? Các thành viên là sẽ chịu trách nhiệm với cái khâu quan trọng nhất trong cái món mà họ tự tin nhất. Và sau khi mà cái khâu quan trọng đó qua rồi thì sẽ nhìn những người khác và support nhau. Có rất nhiều món mới ở trong này và cả team cần phải làm cùng nhau. Khi mà team đỏ làm việc rất là vui vẻ, rất là tốt, rất là nhanh, chắc chắn là mình phải có một chút lo lắng rồi. Trước đó thì cũng đã có ý tưởng với nhau. Một cái đó là một dạng gan ngỗng nhồi với lại cái một cái lớp phủ ở ngoài là nó sẽ có màu đỏ của cherry. Thì mấy anh em gọi vui thôi là con vịt nó ngủ vùi trong chiếc vỏ màu đỏ. Hôm nay mình sẽ làm món dessert. Chị đang chuẩn bị cho món gỏi vịt. Đầu tiên ăn phi lê cho tất cả các thành viên trong team để lên làm. Tại vì anh Tâm là người phi lê nhanh nhất. Cái này tôi đang lọc bỏ cái phần mỡ với lại cái phần da của con vịt vì nó sẽ hôi. Xong rồi tôi lấy nước hầm để nấu súp. Chị Thư ơi. Chị nghe. Rồi nó sẽ có củ dừa, hành tây với lại chua. Cà chua. Không có cà chua đúng không? Anh trộn khô nó thôi. Mình thấy bình thường thôi, tại vì mỗi người sẽ có một cái thế mạnh riêng. Em muốn chứng tỏ một điều là teamwork có thể chiến thắng được skill riêng rẽ của từng người. Ủa sao bên đây trống mà sạch quá vậy? Xong rồi hả? Dạ chưa ạ, nửa em mới bắt đầu luôn. Chưa có nấu gì hả? Như mọi người đã biết thì công đoạn chuẩn bị là rất quan trọng ạ. Một khi đã chuẩn bị xong thì bắt tay vào nấu rất nhanh ạ. Ok. Dạ cái này tụi em làm gỏi vịt ạ. Gỏi vịt? Dạ. Củ dừa hả? Dạ. Em xài cái puree cherry cho tất cả các món ạ. Chính của chúng em là cái vịt xiêm đấy ạ. Vịt xiêm là chúng em sẽ xay ra, sau đó cuộn mỡ chài và sau đó nướng ở trên than. Còn lại tất cả các món khác thì đều có vịt trong đấy. Ngay cả amuse bọn em rất là tham vọng. Khoai môn nghiền với lại
với lại chào, tại Việt ăn với chào khoai môn với chào hả? Dạ. Chào miếng đi. Chào á, bản thân chào là hơi mặn, thì để mà giải mặn thì sếp biết chưa, làm sao để bớt mặn? Nên cho nó bớt mặn. Cái vị chào mặn quá đâm ra cái vị kia nó bị yếu yếu đi. Anh Trúc nhiêu phần trăm rồi? Anh cũng ổn rồi đó. Sếp Ngọc ơi, có một cái món nào đặc biệt là hờ hen không hả sếp Ngọc? Một món đặc biệt em nghĩ là cái món thịt cuốn mỡ chài. Cái mùi khói và cái độ béo ngậy của cái mỡ chài. Bên trong là cái vịt nhồi cùng với có loại rau thơm khác nữa. Thử cái nước mắm gỏi của em, các em thấy nó hơi mặn xíu anh Tâm. Mắm gỏi. Hồi nãy Ngọc có thử, nó kêu bỏ vô đi rồi mình có thể chỉnh, tại vì muốn lấy đồ chua á nha. Ừ, quá mặn. Em nghĩ là khoảng 3 phút nữa sếp Ngọc quay lại cho sếp Ngọc nếm cái đi rồi mình chữa hay chứ. Không ổn đâu, cái đó mặn quá. Các quan điểm nó quá là gần nhau, không biết là ai đúng ai sai, và khi có sự bất đồng quan điểm, mình là leader mà đúng không? Mình sẽ đưa ra quyết định. Phúc Visa, nội thất thiết kế, tô điểm cho thế giới bên trong ngôi nhà bạn. Chef Louis, còn 5 phút nữa. Let's go. Come on. Tính trong menu này là thể hiện cái góc nhìn của một người đàn ông về một người phụ nữ ạ. Four chefs, please comment about your team captain. Did he do a good job today? Was he a good leader? Nếu như ngày hôm nay bản thân em có cuốn dao ra về thì em cũng không có một lời nào trách đội trưởng của em cả. Đó là những gì em muốn nói. Và cái người ngỡ dao ra về ngày hôm nay trong nhóm của các bạn. Chef Thư, rất đáng tiếc và kết thúc cuộc chơi, cuộc thi Top Chef. Cảm ơn ban giám khảo ạ. Ban giám khảo cũng rất là cảm ơn Chef Thư, cũng đã rất là cố gắng. Team của mình đã cố gắng hết sức cho cái cuộc thi này rồi. Nhưng mà sự cố gắng nó phải đi đôi với cái sự sáng tạo và cái sự gọi là mạnh mẽ và bộc phá. Chúc Chef Thư rất là nhiều may mắn trong tương lai, cũng như là nhiều may mắn trong cái nghề nghiệp nấu ăn và cái đam mê của mình. Xin cảm ơn. Khi mà đội của tôi á, chỉ có một mình Chef Ngọc là cứng nhất. Tôi bước về là tôi thấy tôi nguy hiểm nhất rồi. Bản thân em nhận thức rất rõ về năng lực của mình, cũng như là từng thành viên cho đến thời điểm này. Là một cái cuộc chơi đỉnh cao mà chúng ta muốn mang một cái ẩm thực của người Việt ra thế giới thì nó phải dành cho những người thật sự rất là giỏi. Khi chia tay với chị Thư là không có được buồn. Chị ra về trong sự tự hào, tôi cũng tự hào. Chị Thư, chị đấy sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời trong chương trình này. Cứ lên em, phải có đủ mạnh mẽ. Okay. Tôi nuối tiếc nhất